vô vàng hái lá trầu vàng, đem tên cánh phượng bỏ ngang khay cừ. Có dịp về với quyền dị thủy tỉnh Hậu Giang rồi được len lỏi qua những nọc trầu xanh mướt mắt như vậy, Tuyết Anh phải xuất khẩu thành thơ thôi thưa quý vị. Vậy chứ Tuyết Anh biết tên trầu cánh phượng không? Tuyết Anh biết á, nhưng mà không biết là có đẹp hay không thôi à. Không sao, tại vì sắp tới đây thì làng trầu Vị Thủy sẽ phát triển mô hình là du lịch cộng đồng, bên cạnh việc là khai thác lá bán ra thị trường. Trong đó thì sẽ tái hiện lại hoạt cảnh sự tích trầu cao nè, rồi hướng dẫn du khách têm trầu theo nhiều phong cách khác nhau nữa. Sự chuyển mình của vùng có diện tích trồng trầu lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long chính là một sự chuẩn bị cho hướng đến một nền nông nghiệp chuyên nghiệp đa giá trị. Câu chuyện chấp cánh cho làng trầu Vị Thủy sẽ được đề cập trong tiết mục Nông sản hội nhập ở phần sau chương trình. Còn bây giờ, mời quý khán giả và bà con nông dân điểm qua những thông tin đáng chú ý khác. Trồng quế theo hướng an toàn, hữu cơ, người dân trở thành tỷ phú. Sử dụng nguồn nước thải của ao cá tưới cho vườn rau rút ngắn thời gian trồng, tiết kiệm được chi phí và thân thiện môi trường. Gần 50% nguồn vốn tín dụng đang tập trung cho các dự án nông nghiệp xanh. Agribank tiên phong dẫn đầu trong các chương trình tín dụng chính sách về cho vay lĩnh vực này. Những ngày tháng tư, chẳng cần cây xanh rợp trời, chỉ cần ngồi dưới một gốc cây to như vậy cũng đủ trốn được cái nắng như thiêu như đốt Tuyết Anh hả? Đúng rồi, nhưng mà khi mà sờ vào vỏ cây này thì Tuyết Anh thấy giống với cây quế, một loại cây có tính dược rất là tốt cho sức khỏe. Mà nghe đâu nha, ở Bắc Hà Lào Cai có một cái thôn người dân ở đây đều trồng quế, đến nỗi được ví là xã tỷ phú nhờ trồng quế hữu cơ. Ban đầu diện tích quế được trồng chỉ 2 hectare, đến hiện tại tăng lên hơn 2.000 hectare, trong đó 1.900 hectare cho thu hoạch và gần 1.300 hectare được cấp chứng nhận quế hữu cơ. Xã Nậm Đét đặt mục tiêu trên 90% diện tích quế ở địa phương được cấp các chứng nhận hữu cơ. Trung bình 1 hectare quế thu được khoảng 600 triệu đồng tiền vỏ, 150 triệu đồng tiền thân gỗ và 50 triệu đồng tiền lá. Sau khi trừ chi phí, mỗi hộ có thu nhập từ 200 đến 400 triệu đồng một năm. Thời gian qua, nhiều nguồn lực được dành cho việc vận động hỗ trợ người dân chuyển sang trồng quế theo hướng an toàn, hữu cơ, tiến tới xây dựng thương hiệu, bảo vệ giá trị cho cây quế Nậm Đét. Cùng với việc quy hoạch lại những diện tích được công nhận hữu cơ, địa phương còn quy hoạch để tạo quỹ đất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu tư chế biến sâu cây quế ngay trên địa bàn. Ông Phạm Văn Huyền ở thôn Phú Nguyên, xã Phú Riền, huyện Đồng Phú, Bình Phước sử dụng 1.000 mét vuông đất để đào ao nuôi cá. Diện tích còn lại ông trồng các loại rau và quả để lấy trái. Lượng nước thải trong ao nuôi cá được đưa về một ao nhỏ để chứa, lắng, đặt ở giữa vườn rau. Hàng ngày ông sử dụng lượng nước này bơm tưới cho cây qua hệ thống tưới phun tự động. Sử dụng nguồn nước thải của cá với nhiều dưỡng chất tưới cho cây rút ngắn thời gian trồng, tiết kiệm được chi phí mua phân bón thúc, giảm hàm lượng nitrat và kim loại nặng. Rau thu hoạch luôn được thị trường ưa chuộng, có giá ổn định mà không phải lo đầu ra. Giá rau cải, bầu mướp bán tại vườn trung bình khoảng 8.000 đồng một ký. Mỗi tháng thu hoạch một lần, thu và trồng luân canh liên tục. Mỗi năm vườn nhà ông cho thu hoạch khoảng 15 tấn rau quả. Cùng với nguồn thu từ cá thịt, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi gần 200 triệu đồng một năm. Việc chuyển đổi canh tác theo hướng tuần hoàn hữu cơ, không sử dụng phân hóa học để bón thúc mà thay vào đó sử dụng nước tưới từ ao cá sẽ làm cho sản phẩm tiêu thụ dễ dàng hơn trước, bởi vì đây được xem là dấu mốc cho chất lượng an toàn. Nông nghiệp tuần hoàn thì dường như là khái niệm còn khá là mới mẻ với nhiều người. Tuy nhiên đây chính là một chu trình sản xuất khép kín. Chất thải và phế phụ phẩm của quá trình này là đầu vào của quá trình khác thông qua áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý. Trên thực tế, nông dân cũng quan tâm áp dụng các giải pháp mô hình nông nghiệp tuần hoàn, đặc biệt là các mô hình hiệu quả như vườn ao chuồng bioga, vườn ao chuồng rừng, xen canh gối dụ ngày càng phát triển. Ngành nông nghiệp xác định nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp thông minh đang là những trụ cột cơ bản để xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, xanh, bền vững. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2015 đến 2022,
dư nợ tín dụng xanh của hệ thống ngân hàng tăng từ hơn 71.000 tỷ đồng lên gần 500.000 tỷ đồng. Trong tổng quy mô tín dụng xanh, có tới gần 50% nguồn vốn tín dụng đang tập trung cho các dự án nông nghiệp xanh. Trong những năm gần đây, Agribank còn dành nhiều ưu đãi như giảm lãi suất cho vay từ 0,5% một năm đến 1,5% một năm cho khách hàng tham gia vào chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch. Tuổi khán giả, những nọc trồng nơi đây thì vừa được người dân chăm sóc, trải phân hữu cơ kết hợp với phân chuồng, rồi ngắt bớt những lá đốm, những lá có sâu bệnh, với mong muốn là mang đến diện mạo mới cho làng trầu Vị Thủy với du khách. Mỗi tài nguyên bản địa đều có thể tạo ra được giá trị nếu mọi người biết cùng nhau vun đắp, xây dựng và phát triển. Làng trầu Vị Thủy có thể tạo ra giá trị lớn. Đúng rồi, những lá trầu quá đỗi thân thương, cùng với sự phát triển du lịch thì những lá trầu này như được hóa kiếp, trở thành những sản phẩm mới lạ, hướng đến tiêu thụ nông sản. Nông sản hội nhập thì cũng là lúc nguồn thu và cuộc sống của người dân ổn định khấm khá hơn. Dưới cái nắng oi ả của những ngày tháng tư, thế nhưng điểm đến như thật gần, bởi chúng tôi được nhàn tản trên con đường bê tông dài khoảng 400m, vừa được địa phương đầu tư, kết nối các vườn trầu xanh mướt mắt của 22 thành viên hợp tác xã Trầu Giàng Vị Thủy. Người dân tỉ mỉ lựa chọn, lột vỏ từng cây tràm giúp trầu bám rễ phát triển tốt, rồi thăm vườn ngắt bỏ lá đốm, xuống trầu không để dương khỏi lớp lưới lan, vừa tiện chăm sóc, vừa tạo mỹ quan. Khoảng 40.000 nọc trầu ở đây được chăm chút kỹ lưỡng, tất cả như thúc giục bao lữ khách tìm về để thưởng thức vị cây nồng đặc trưng của lá trầu vàng và về để hòa mình vào không gian du lịch sinh thái đậm chất miệt vườn. Mấy cô, mấy bác rồi nè, anh ta làm bánh nhân gian rồi đó cho khách du lịch lại thưởng thức, rồi kiểu như tái hiện lại mấy cái sự tích chầu cao ngày xưa, chỉ khách du lịch tiêm chầu, giới thiệu cái đặc trưng làng trầu Vị Thủy cho du khách biết. Trước khi phát triển kinh tế từ mô hình du lịch cộng đồng, người dân nơi này bao đời nay gắn bó với dây trầu. Nhờ sản vật quê nhà mà con cái được đến trường, nhà cửa khang trang. Vậy nên với bà con, việc canh tác theo hướng hữu cơ an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Thì trầu lúc trước thì kiểu trồng ngày xưa thì chưa có nắm bắt được ấy, thì dân tự làm riêng lẻ thì không có xài cái phân hữu cơ, chỉ xài phân chuồng thôi, phân cứt dịch này kia để vô trộn với cho vô. Thì từ hồi có các nhà khoa học này kia để chuyển biến ba cái phân hữu cơ ấy, thì người dân đã áp dụng để rải cái phân hữu cơ để cải tạo cái đất đai để cho nó màu mỡ, để cho chậu nó phát triển. Bởi vì chậu ở đây trồng là cỡ 40-50 năm hết rồi, ra cái đất nó đã cỗi thì người dân đi xài cái phân hữu cơ cho nó tốt, nó cải tạo đất, rồi với cái người tiêu dùng nó được mà an toàn hơn. Bà con cũng vẫn bán qua năm, nhưng mà được cái đợt Tết thì giá nó cao. Chứ bình thường thì cứ 10 bữa, 15 bữa là mình bán lần. Bình thường thì nó cũng được 5.000, Tết thì nó có thể nó lên được tới 8.000 hoặc 10.000 hết. Thời tiết nó thay đổi quá, người ta mua lưới lan người ta đậy lên trên, thành ra nó có cái chầu xanh nhiều, nó lâu hư hơn, thành ra người ta cái xuất khẩu ra các cái nước. Mình làm đơn lẻ rồi đó, thì thương lái nó đi mua về, nó điếm xong rồi về nó mới trả cho mình bao nhiêu là nó trả. Mình vô cái hợp tác xã mình có cái số lượng nhiều á, thì có thể mình kiếp đồng để mình bán cho người ta, thì thương lái có nhiều người cạnh tranh mua thì nó nhẹ cái ép cho bà con nông dân hơn. Trong thời gian tới thì
Chú Tính thì cũng phải kiếm những cái thành viên trẻ để kế thừa, để giữ vững cái nghề truyền thống này, để phát triển cho cái làng nghề. Tại vì hướng tới là nếu được mà làm cái ngành du lịch. Giỏi quá. Nền nông nghiệp chuyên nghiệp rất cần những nông dân chuyên nghiệp. Cùng với khai thác lá bán ra thị trường, phát triển du lịch sinh thái, trồng nơi đây còn được người dân liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất mỹ phẩm Lan Hảo, thành phố Hồ Chí Minh thu mua để sản xuất dầu gió, dầu gội đầu. Rồi đây, hương trầu xứ vị thoảng đưa thật xa, được nhiều người biết đến, nhưng người dân nơi này gửi trao bao kỳ vọng. Liên kết tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác là giải pháp đầu tiên trong những giải pháp và là điều kiện tiên quyết để cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại đa giá trị. Câu chuyện chắp cánh cho sản vật quê nhà của hợp tác xã Trầu Đèn Vị Thủy là minh chứng. Đến đây thì bản tin nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả và bà con quan tâm theo dõi. Ngay bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng theo dõi những tin tức nóng mới trong bản tin Nhịp Sống Ngày Mới.